Shop mà shop bất sướng .vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử bật máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Lơ tiến thì cho mình xin nói một chút, đó chính là nửa tháng vừa qua thì mình chuyển nha. Mình đã chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn đấy, cho nên từ đồ đạc, máy móc các thứ và tìm thuê nhà, rồi tìm ABCG các thứ nó ngốn với mình khoảng 15 ngày. Và khoảng thời gian đó thì mình không thể làm clip được cho anh em. Thì nay thì mình đã ổn định này rồi, thì mình muốn thực sự là muốn nói nhanh cho anh em biết được những cái mèo chơi của vị tướng Quy Lén khi ở mùa này, để cho những bạn nào phán Quy Lén hoặc những người nào có Quy Lén mà các bạn cảm thấy yếu trong mùa này, thì với clip này mình sẽ khẳng định các bạn sẽ chơi top Quy Lén ở trong phiên bản tới. Đầu tiên thì khi các bạn cầm vị tướng Quy Lén chắc chắn rồi, chúng ta phải biết được điểm mạnh điểm yếu của nó thì chúng ta mới có thể bị chơi được vị tướng này. Điểm mạnh của nó mình sẽ nói sơ qua một chút, đó chính là khi Quy Lén đánh đương sau của một vị tướng thì nó sẽ gây 100% tỷ lệ chí mạng các bạn nhé. Còn cách lên đô của Quy Lén và bằng ngọc thì nó sẽ ưu tiên sát thương chỉ mạng, để cho những cái chiếu thức chỉ mạng của nó sẽ được tăng cao hơn với như bình thường. Còn cái cách chơi các bạn chỉ cần nắm cho mình 4 nguyên tắc khi các bạn chơi Quy Lén thì các bạn chơi sẽ tốt. Và một nguyên tắc đó tí nữa mình sẽ nói sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ biết chắc chắn rồi, trong mỗi trận đấu ở phiên bản hiện tại bây giờ thì đường rồng là cái đường đóng góp 80% trận thắng của team. Thì cái việc đi gánh đường rồng đầu tiên là cái việc chắc chắn 80% chúng ta phải đi gánh thôi. Đấy, chẳng hạn thì mình đã có được hai mảng rồi và rất là xanh. Và các bạn nên nhớ Quy Lén là một vị tướng nó khắc chế siêu nhân rất tốt các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là khi kích hoạt chiêu hai và đánh thương thì siêu nhân sẽ bị làm chậm. Và đương nhiên rồi, siêu nhân là một vị tướng bị Quy Lén counter rất là tốt. Còn mình sẽ nói các bạn bốn nguyên tắc đó là sẽ như nào ạ. Nguyên tắc thứ nhất là Quy Lén không bao giờ được bay vào một vị tướng mà không biết có giết được nó hay không. Các bạn có hiểu được cái câu đó không ạ? Nguyên tắc thứ nhất là vì sao, mình sẽ giải thích. Chẳng hạn các bạn thám hang, các bạn nghỉ cái con này, quan trọng nhất ra là đâu game nhé. Đâu game chúng ta thương mắc phải là chúng ta sẽ bay vào một vị tướng, và mặc dù cái lửa sắt thương của mình không giết được nó, chúng ta phải đánh được nó rất nhiều lần hoặc lâu thì nó mới chết. Nhưng chúng ta trong khoảng thời gian lâu đấy thì chúng ta sẽ không thể biết được quân sát thương địch dồn mình chết hay không. Thì nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc không bao giờ được lão vào khi không cắn được sát thương. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết tại vì sao không bay được bay vào khi không đủ sát thương giết người. Đó là nguyên tắc đầu tiên các bạn chơi Quy Lén nhé. Giống như các bạn nào chơi Butterfly tốt mà các bạn đấy, Butterfly các bạn bay vào các bạn không giết được người thì hầu như các bạn sẽ rất là phế vật đấy. Chẳng hạn như đâu game nhá, bay vào siêu nhân mình phải mất 5 giây giết vào nó. Nhưng nếu mà 5 giây đó mà chúng ta giết được nó nhá, nhưng chúng ta phải tính toán 5 giây đó tím địch có giết mình được hay không. Nếu giết được thì chúng ta không vào, thẳng rát nó chơi kiểu vô duyên như các bạn ạ. Đấy các bạn này, đây đá xí này, siêu nhân đá xí này. Đấy các bạn nhá, nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải nắm vững. Đấy, rồi khi được nguyên tắc đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các nguyên tắc tiếp theo. Ui pha này, đấy rồi đá xì, rồi quả này bị bẫy về rồi. Rồi không biết giết được cái không cái pha này này. Rồi bẫy vào pha này sửa không được. Rồi xong rồi các bạn, đấy toáng luôn các bạn. Đấy, vừa nói xong, cái pha này thực sự là cái nguyên tắc một mình nắm rõ các bạn ạ. Nhưng mình không ngờ tới là nó có một tí máu. Chúng ta các nhà toán học ngày xưa cũng đàn ở đấy chỉ trúng được tầm 99% đó, còn không còn 1% đấy thì chúng ta không thể tính toán nổi. Cho nên trong những cái toán học chúng ta sẽ có sai số, và đương nhiên cái việc cắn đám thì mình cũng sẽ có sai số đấy, còn một máu các bạn. Khi cái đó là việc chấp nhận, cho nên là cái việc đầu tiên nguyên tắc là không được bay vào khi không giết được nó nha. Rồi các bạn nắm rõ nguyên tắc một thì chúng ta sẽ đến với ba nguyên tắc tiếp theo. Nó sẽ rất đơn giản với cái việc cắn đám thôi. Thì đương nhiên ở phiên bản bây giờ ấy, các bạn mà chơi game các bạn không có cái tính chất cắn đám thì các bạn sẽ không bao giờ chơi game. Thì bây giờ cái nguyên tắc thứ hai cắn đám này, Quy Lén chỉ bay vào khi combat vào thằng thấp máu nhất của năm thằng đấy. Thì mình sẽ giải thích thấp máu nhất của năm thằng là như nào ạ. À không phải là con 80% máu là thấp máu đâu, khi nó chỉ còn khoảng 20 đến 30% máu
hoặc có 50-50% máu thì sẽ ưu tiên cái thằng đấy trước các bạn nhé, sẽ ưu tiên thằng đấy trước. Chẳng hạn cái pha này này mình sẽ ưu tiên cái thằng từ từ đấy, thằng thấp máu nhất là Slim đấy, thấy chưa? Rồi tiếp theo sẽ đá xí này, đá xí nhá. Ôi rồi ok diệt rồi, thì khi giết được đá xí thì chúng ta sẽ bay sang khác đấy các bạn nhé. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải không được xế xịt, không được thay đổi nguyên tắc, đã gọi là nguyên tắc thì các bạn phải chơi đúng như vậy, là bay vào thằng thấp máu nhất đấy. Nếu mà cái pha để các bạn bay vào đá xí các bạn vẫn giết được, nhưng thằng sơ lím hoặc thằng rác là sẽ chạy thoát thì chúng ta sẽ không tối ưu được cái lượng sắt đúng không, giết ngươi. Đấy nguyên tắc thứ hai nhé. Nguyên tắc thứ ba các bạn nắm kỹ cho mình này, là giết được cái thằng nào chỉ một combo, đó là kén xả thủ chủ lực hoặc pháp sư chủ lực nhé. Đấy các bạn nhé, nguyên tắc thứ ba là chỉ nên bay vào những cái thằng mình giết được một combo đó, ok. Đấy đó là nguyên tắc thứ ba của mình các bạn nhé. Còn nguyên tắc thứ tư là như nào ạ? Chỉ khi ba nguyên tắc đấy nó không còn hiểu nữa thì chúng ta sẽ dùng nguyên tắc thứ tư là bay vào thằng nào thì bay. Các bạn thấy hay không? Đấy thì giống như thấp màu không con đấy, màu dày không con đấy, con một bên nhân tanh đó, còn nguyên tắc bắt lẻ các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt lẻ khi không có đông đủ tiêm địch, đó là nguyên tắc. Các bạn nắm rõ cho mình bốn cái nguyên tắc đấy thì chúng ta sẽ chơi được cực kỳ tốt các bạn nhé. Đấy thì không có gì đâu, khi các bạn nắm được bốn nguyên tắc đấy thì chúng ta sẽ chơi một vị tướng quy lén cực kỳ đơn giản luôn. Rồi các bạn hãy nhắn tin, các bạn chơi làm một chút để tắt cái nhắn đó. Rồi ok. Rồi khi nắm bốn nguyên tắc đấy thì mình sẽ nói các bạn một chút quy lén ở phiên bản này thì nó sẽ bị gọi là rất là khó chơi với các sát thủ khác. Khi mà Elendor lên ngôi, khi mà Nakadot nó vẫn còn mạnh thì quy lén là một vị tướng nó thực sự nó rất yếu với các vị tướng khác. Và cái quan trọng khi các bạn chơi quy lén ấy thì các bạn phải auto nhảy được đương 6 người đó các bạn, phải nhảy được đương 6 người đó thì chúng ta mới chơi. Còn nếu quy lén chúng ta không nhảy được vào 6 người đó thì hầu như lượng sát thương của quy lén rất là yếu. Đấy các bạn nên nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Và tiếp theo là cái điều tiếp theo này, cách lên đô của quy lén bằng ngọc của nó ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào sát thương chỉ mạng nhé. Các bạn nhớ chưa, chúng ta sẽ lên sát thương chỉ mạng. Đấy các bạn thấy chưa, bây giờ là một con bó giết một người đấy. Cho nên là cái chuyện mình bay vào nắm rõ các nguyên tắc đấy thì nó rất là easy đâu. Đấy cho nên là build đô và bằng ngọc chúng ta sẽ không lên tỷ lệ chỉ mạng nhé. Mà tại vì sao lại lên thành kiếm? Bởi vì thành kiếm nó sẽ được búp thêm 200% sát thương chỉ mạng. Đấy cho nên chúng ta mới lên nhé. Còn lại chúng ta sẽ lên xuyên giáp này, sẽ lên cống vật lý này. Đấy thì tập trung những cách chơi và lùi lên đô bằng ngọc của vị tướng quy lén. Mình nói như vậy để các bạn dễ hiểu. Đấy không phải nhất thiết các bạn cứ phải lên đúng cái bằng ngọc của mình. Đấy bởi vì chúng ta cũng sẽ có những cái sáng tạo trong những cái cách chơi hoặc bằng ngọc mới. Quan trọng các bạn sẽ nắm được cái cơ bản, chúng ta sẽ nắm được cơ bản, còn nâng cao là việc các bạn. Đấy các bạn nào mà chưa chơi tốt thì chúng ta sẽ lên cung bằng ngọc của mình cũng được, nhưng nếu các bạn chơi được nhân viên thì các bạn sẽ lên được bằng ngọc của các bạn. Đấy không phải cứ mình là hay đâu, mà quan trọng các bạn, bởi vì mình làm YouTube, mình làm rất nhiều vị tướng thì mình chỉ được tầm khoảng 6 đến 7 điểm từ một vị tướng đó mà thôi, bởi vì mình chơi nhiều tướng mà. Còn các bạn chơi 1-2 vị tướng thì những vị tướng đó đối các bạn là điểm vui thì đương nhiên các bạn sẽ hướng mình đến những cái vị tướng tủ các bạn đó. Cho nên là cái bảng ngọc và cách bí đô thì mình sẽ nói cơ bản để các bạn từ cái cơ bản đấy các bạn sẽ xây dựng nâng cao. Còn chốt lại cái clip này thì đơn giản thôi, mình không nói nhiều về cách combo hay cách giết người như nào nữa, mà mình chỉ muốn nói các bạn về bốn nguyên tắc các bạn chơi quy lén. Nếu các bạn nắm rõ bốn cái tắc đấy và các bạn có được thêm cái đầu lạnh nữa thì mình khẳng định các bạn ngày mai các bạn cầm quy lén gặp mưa sướng sẽ chó mưa sướng ăn hay luôn. Thì điều này là mình nói thật với các bạn là như vậy đấy. Còn những clip của mình gửi gắm đến toàn thể tất cả các bạn thì toàn những clip mà mình bỏ những cái tâm huyết đã làm clip thì không làm thì thôi các bạn nhé. Còn đã làm thì mình bỏ hết tất cả những kinh nghiệm, bỏ hết tất cả những tâm tư, tình cảm của mình dồn hết vào clip này để một để giúp tất cả các bạn có những lúc chơi game thật là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy các bạn có thể thấy bây giờ thì một nhảy nó chết một người đâu. Cái đó thì mình không cần. Ôi sờ clip này, các bạn thấy chưa? Mình luôn luôn nhảy phía sau nhá, mega kill luôn đi các bạn, chưa ba. Trời ơi các bạn ơi tiếc thế bây. Đấy một trẻ bất mãn các bạn. Đó. Và các bạn ơi các bạn thông cảm giúp mình nhé. Nếu bạn nào có xem được cái clip này thì hãy giúp lại cho mình một nút comment.
Bởi vì mình cũng rất ít chia sẻ cho bạn cuộc sống của mình hiện tại bây giờ, nhưng mà các bạn nên biết được rằng là cuộc sống của mình hiện tại bây giờ ấy, nó không phải là khó khăn đâu, mà nó rất là khó khăn nhất trong 5 năm mà mình từng chơi game đâu. Bởi vì mình là người lập gia đình đấy, cho nên nó kiểu nhiều chuyện nó ấy đâu. Thôi rồi, chúng ta sẽ nói sau nhá, và bây giờ clip đã kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều nhá, bye bye.